Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Ngành Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 24 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Trong sự kiện ra mắt chiếc Huawei P30 Pro thì Huawei đã so sánh khả năng trục trăng. Đây là một trào lưu được tạo dựng bởi các nhà sản xuất Trung Quốc của chiếc máy này với hai đối thủ, đó chính là iPhone XS Max và Galaxy S10. Mặt trăng là đối tượng được nhắm đến do người dùng Trung Quốc có thói quen ngắm trăng trong các dịp lễ hội lồng đèn, và các nhà sản xuất đã coi đây là dịp để quảng bá khả năng chụp ảnh của smartphone mình. Đặc biệt là trong trường hợp này, khi mà chiếc Huawei P30 Pro mới ra mắt của hãng này có khả năng zoom lên 50x, vậy nên mặt trăng được coi là thứ lý tưởng để trình diễn khả năng này. Tuy nhiên thì mới đây tại Trung Quốc thì người ta đã nghi ngờ rằng những hình ảnh mặt trăng mà P30 Pro chụp chỉ là giả. Cụ thể thì khi P30 Pro phát hiện người dùng đang chụp trăng thì AI của chiếc máy này sẽ sử dụng những hình ảnh có sẵn về trăng trước đó mà đã từng học được và thêm chi tiết giả vào ảnh người dùng. Hành vi này của chiếc P30 Pro được phát hiện lần đầu bởi một blogger công nghệ tại Trung Quốc. Anh này thì đã sử dụng một hình ảnh mặt trăng giả được hiển thị lên màn hình máy tính, sau đó tắt đèn và zoom lên bằng P30 Pro. AI của P30 Pro cũng nghĩ rằng đây là mặt trăng thật và bắt đầu thêm chi tiết vào ảnh. Vụ việc này thì cũng đang tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Một số người cho rằng đây là hành vi gian lận của Huawei khi tạo ra những hình ảnh sai lệch so với thực tế, khiến cho người dùng tưởng rằng khả năng zoom của P30 Pro tốt đến nỗi là có thể chụp trăng. Thế nhưng thực tế thì lại không phải. Trong khi đó thì một số người dùng khác thì lại cho rằng đó không phải là một vấn đề, miễn sao là có kết quả cuối cùng cho ra tốt là được. Các bạn mến, kể từ khi Apple khởi xướng trào lưu smartphone với màn hình tràn viền và chứa phần rãnh cho camera trước vào năm 2017, thì tới nay hàng loạt thiết kế rãnh từ rãnh lớn đến rãnh nhỏ đã được các hãng ăn rau trình làng. Nhiều hãng cũng đã cho ra mắt những kiểu thiết kế trượt và xoay sáng tạo. Và nay thì Xiaomi còn đệ trình sáng chế smartphone với phần rãnh nổi lên như cái sừng tê giác. Như vậy là những người dùng chiếc Xiaomi này sẽ là những người có gấp đôi để cái sừng. Bốn model trong sáng chế của Xiaomi đều có đặc điểm chung là màn hình tràn viền, cam kết phía sau và phần sừng nhô lên ở cạnh trên. Và chính chỉ khác nhau về cách bố trí camera và loa thoại trong phần nhô ra cũng như là hình dáng của phần nhô ra này. Và hiện thì vẫn chưa rõ là Xiaomi có ý định thương mại hóa ý tưởng này hay không. Các công ty trên thế giới thường xuyên đệ trình rất nhiều những bằng sáng chế, nhưng chỉ một ít trong số chúng được thương mại hóa mà thôi. Sau rất nhiều những lời đồn đoán thì cuối cùng Lenovo Z6 Pro cũng chính thức được ra mắt tại một sự kiện ở Trung Quốc. Và Z6 Pro được thiết kế với thân máy được làm từ khung kim loại và hai mặt kính bóng 7 chiếc sau. Màn hình AMOLED của máy có kích thước là 6,39 inch và độ phân giải là Full HD cộng cùng với tỷ lệ là 19:5:9. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay quang học thế hệ thứ 6 nhúng bên trong màn hình. Mặt lưng của Lenovo Z6 Pro gây ấn tượng với hệ thống 4 camera sau, gồm cảm biến chính 48MP với khẩu độ f1.8, cảm biến góc siêu rộng 16MP, cảm biến tele 8MP với khẩu độ là f2.4 và một cảm biến 20MP. Theo Lenovo cho biết thì hệ thống camera này được tích hợp trí tuệ thông minh nhân tạo AI, chống rung quang học OIS 60 và hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh thú vị. Một trong số đó chính là tính năng chụp ảnh có độ phân giải lên tới 100MP nhờ thuật toán riêng của hãng. Cùng với đó là các công nghệ chụp như là chế độ đêm, chế độ chụp ảnh macro siêu gần và chụp ảnh góc siêu rộng. Lenovo Z6 Pro được trang bị chip xử lý Snapdragon 855 kết hợp với công nghệ là Matte Cool Front. Tùy chọn RAM là 6, 8 và 12GB và bộ nhớ trong cũng tương đương là 128, 256 và 512GB. Ngoài ra thì máy còn sở hữu một viên pin lên tới là 4000mAh và hỗ trợ công nghệ sáng nhanh 27W. Hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện người dùng là ZUI 11 mới nhất. Dự kiến thì Lenovo Z6 Pro sẽ được bán ra với hai phiên bản màu sắc là đỏ và xanh lá, cùng với mức giá lần lượt là cho phiên bản 6GB RAM và 128GB ROM là khoảng 9,9 triệu. Và phiên bản cao hơn là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong là khoảng 10,3 triệu. Và cuối cùng với phiên bản cao cấp nhất thì là 16,5 triệu. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Ngành Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.